Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Let's Go Giám Kỳ. Và bây giờ mình sẽ đi hái rau muống đọc đem về nhà để làm dưa. Và bây giờ là rau muống ở đồng á, rất là nhiều, cho nên mình sẽ đi ra đồng mình hái rau muống về làm dưa. Và phải lựa nha, sâu, rau muống sâu ăn có được đâu. Này cộng rau muống chỉ nên lấy phần đọt ở trên thì nó sẽ ngon. Rau muống ngon. Đây, lấy những cái đọt như thế này. Đây, đúng rồi, mới sửa xuống mới rồi. Ngon này. Rau muống này có thể, rau muống này thì ăn nó sẽ ngon hơn là cái rau muống cộng họ, rau muống hộp, tại vì đây là rau muống đồng, nó sẽ dai hơn, nó mềm hơn, không biết đúng không. Cái này làm dưa cũng được. Làm dưa cũng được mà đi nấu canh cũng, canh chua cũng được, nấu cái gì cũng ngon hết. Mới hái hay sao? Dấu còn mới nè.
ngoài này rất là ấm lạnh. Ở đồng thì không được cái gì hết, chỉ được cái không có rau thì ra ruộng, có rau muống ở dưới thì đặt cái mấy cái đú thì sẽ có cá. Rất là non luôn. Nhiều quá nè. Quá trời, cái trời nó già hết rồi. Là một bụi cái trời luôn. Thank you.
Và vừa rồi là chúng ta đã đi hái được một bó rau muống như thế này rồi. Thì chiều thế thế nào cũng có rau muống xào hoặc rau muống làm dưa thôi. Tại vì đâu đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye.